giờ tôi khùng dữ lắm rồi, tôi khùng lắm rồi, bà Hằng ơi, tôi khùng lắm rồi bà Hằng ơi, tôi đòi bà 3 tỷ mà bà không có cho, bà không có đưa. Ở giam khổ kìa, tôi đó là đấy. Đó mặt cái ghé. Đặt điều ra, nói ông Dũng bỏ tôi, làm sao bỏ được, trời ơi, ta đẹp vậy sao bỏ được. Đúng không anh, đẹp không anh? Đẹp lâu rồi không câu một. Theo đề nghị thì tôi nói thêm một lần nữa về tội chú còn thương vợ chú nhiều gấp đôi lần lúc chưa xảy ra sự việc. Bà cho xin thưa, đây là món quà thật sự là từ thiện mà bà xã tôi có nói, bà xã tôi làm cái việc thánh thiện, tôi làm hồi giờ xây trường từ nhỏ tới giờ tôi làm nhiều lắm, nhưng mà cái việc thiện của tôi không bằng bà xã tôi làm có một năm, hơn một năm trời, giúp cho xã hội, giúp cho cộng đồng, giúp cho đất nước lột trần được, nghe không? Một bọn lừa đảo, nghe không? Cuộc chiến nào cũng có cái sự hy sinh của nó, thương tích hết đó. Tôi càng thương vợ tôi nhiều hơn lúc chưa xảy ra sự kiện, nên tất cả mọi thứ gì, kể cả sự tồi tệ xảy ra, vì tôi là đàn ông và tôi là người hiểu biết và tôi là con người hướng đến cái gì thánh thiện. Con Nguyễn Phân Hằng mà nó dám lấy live stream trong cái thời điểm từ đây cho đến 24 tháng 12 mới là lạ. Vì cái việc tha tù này là nếu như mà cái bộ đơn này của Đinh Lan sáng thứ hai đã nằm ở trên bàn của tất cả những cái vị năm vị này rồi á, thì bên viện kiểm sát tối cao được quyền kháng nghị lại cái bản án tha tù của Nguyễn Phân Hằng. Vì sao? Anh tòa cấp cao một lần không xin giảm án, anh đã giảm cho người ta 3 tháng rồi nha. Còn mọi người nhớ, bây giờ Đinh Lan bật mí cho mọi người nghe một cái tin nè, đó là Đinh Lan đã lục lại được cái bài báo mà ngày 31 tháng 8 năm 2024 mà bên báo đã đăng tin là Nguyễn Phương Hằng được đề xuất xin giảm 24 ngày, nhưng mà lại không được nha. Đinh Lan mở cho mọi người xem, Đinh Lan chụp lại rồi mọi người, Đinh Lan chụp lại xong xuôi rồi và sau này nha. Yeah. Và tất cả cái đó Đinh Lan đã ghi ở trong cái bản án nha. Đây, chào mọi người, tôi làm cái clip này gửi từ con Đinh L này. Ta nói mày này, cây muốn lằng mà giỏi không ngừng ha. Hôm qua giờ á, tất cả anh em Phan Chính Nghĩa và bà con nhân dân mà người thích lẻ phải á, mà yêu mến Nguyễn Phương Hằng á, bọn tao á, vui mà nháy mà mừng, còn mày á sợ mà tức, đang dày đành đạch đúng không? Giờ mày đang dày đành đạch và như con lươn đang dày đành đạch. Ta nói mày này, chị Hằng á, chị Hằng tao không nói thì mày cũng biết khỉ phách rồi đó. Khỉ phách anh hùng cũng không phải như mày đâu nhá. Là một, chị tao đi tù 3 năm là để cho nhân dân được biết lề phái, được biết sự xấu xa của xã hội, và chị Hằng đã môi móc ra được tất cả những cái thứ mà không ai dám môi móc, nghe chưa? Đấy. Cho nên á, tao nói mày là chị tao vô tù là một cái niềm hy sinh và niềm vinh dự nha mày, cho chị Hằng để vào để cho tất cả mọi người hiểu. Trong thực hiện án tù, chị tao đã thực hiện rất chứ là tốt nha, rất tốt, và chị tao đã thực hiện hơn gần hết rồi, chỉ còn mấy tháng chắc chị tao cũng không cần xin giảm án nha. Nhưng mà chị tao cải tạo tốt thì được trại giam đề xuất với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh Bình Dương giảm án cho chị tao ra trước mấy tháng thôi, nghe chưa? Đối với chị chắc còn lại mấy tháng được cũng không quan trọng à. Nhưng mà mày á, nên biết mình là ai đi. Trời ơi trời, giờ này mày kiện đi, mày viết đơn mày kiện đi, cứ kiện đi mà, kiện đi cũng không có sao hết. Dù sao đi nữa, hàng nghìn người á, chỉ có 1/10 á là không yêu chị Hằng thôi, là những người đó á vứt. Rồi còn á 9 người á, 9/10 á yêu mến chị Hằng vô cùng tận luôn. Thì bọn tao chẳng biết chị Hằng là ai đâu, nhưng từ ngày có drama giờ bọn tao yêu như kiểu mà người thân ruột thịt luôn mẹ. Mày giờ tức đừng nhảy đành đạch, dày đành đạch kia đúng không? Mày im cái mồm ấy nhá.
lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đó, thì Đinh Lan thấy không, cái bài của Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng làm luôn, nó làm nó xây dựng để mục đích những cái đám này nè, xây dựng sao chống phá chính quyền Việt Nam để tìm cách cơ hội lật đổ chính quyền Việt Nam. Dư luận thắc mắc không hiểu tại sao đến giờ này công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa bắt cái chị Đinh Thị Lan này, trong khi đó là vu khống bịa đặt đủ điều, xuyên tạc cái việc làm ăn của người ta, đến hôm nay thì lại còn xuyên tạc người ta, nói người ta là cái tổ chức phản động này phản động kia, và mấy ngày qua còn vu khống cả cơ quan chính quyền là thả bà Nguyễn Phương Hằng không đúng luật, rồi ông Dũng nổ vôi ủng hộ 5 tỷ thì cũng lên trên này luận điệu xuyên tạc, nói là không có, mà cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh kiểu dửng dưng, như kiểu là chị Lan này là người nhà của công an thành phố Hồ Chí Minh, thế nên là không ai dám đụng đến. Thế nên là rất nhiều người nói là chị có cái người đỡ đầu, theo như tôi chả có ai đỡ đầu cả. Các bạn phải biết rằng là dư luận trong thời gian qua vẫn luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi là phải chăng bà Nguyễn Phương Hằng đã đụng đến một cái quan to nào, thế nên là bà mới bị bắt. Chứ còn bà Nguyễn Phương Hằng, nếu như theo như tôi tính toán là chỉ dân sự thôi, chứ không thể hình sự được. Thế nên là đâu đó là qua cái câu chuyện của chị Đinh Thị Lan này vu khống công ty Đại Nam, vu khống ông Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn dửng dưng như vậy. Thế nên là dư luận rất chi là không hài lòng với công an thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên là tôi thì luôn luôn có cái quan niệm là bà Nguyễn Phương Hằng đã đụng chạm đến quá nhiều những cái người mà có ảnh hưởng ở thành phố Hồ Chí Minh này. Họ đã bùa vây, họ đưa cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, đúng ra là nó rất chi là vừa phải, nhưng mà họ đưa lên, họ làm toáng lên. Thế xong rồi là họ bùa vây, mà trong khi đó là cơ quan pháp luật xử vụ bà Nguyễn Phương Hằng nó cũng nặng tay, nó không được công tâm. Đâu đó tôi thấy không có cái sự công bằng. Và tôi cũng rất mong thời gian tới đây, nếu mà cơ quan mà không bắt cái chị Lan đột biến này, thì đó đâu đó dư luận có quyền nói là công an thành phố Hồ Chí Minh hiện bây giờ đang bênh che cho chị này. Chứ còn nếu không bênh che cho chị này, dư luận đang bức xúc như vậy mà cứ lên đây xuyên tạc bịa đặt như vậy mà cuối cùng không hề hấm gì. Chúc tất cả các tình yêu sức khỏe nhé. Vì Nguyễn Phương Hằng được giảm án ở năm 2024, ngày 4 tháng 4 năm 2024 đã được giảm án 3 tháng tù giam tại tòa, cho nên ngày hôm nay vẫn còn nằm trong năm 2024 mà Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương ban xét duyệt của cái trại giam An Phước lại một lần nữa đề nghị giảm thêm 3 tháng nữa. Đó là một quy định một phạm nhân được xét giảm án một lần trong năm chỉ được xét giảm án một lần. Rồi, tóm lại là dài dòng quá. Tóm lại là mỗi phạm nhân mỗi năm được giảm án một lần thôi, đúng không? Bà Đinh Lan này á, bà đang thắc mắc là một năm tại sao giảm cho cô Hằng hai lần, đúng không? Tháng 4 giảm một lần rồi, tại sao tới tháng 9 giảm nữa, đúng không? Có đầu óc suy nghĩ không vậy? Hồi tháng 4 giảm khác, tháng 9 này giảm là khác. Hồi tháng 4 giảm á, là cái mức án được giảm xuống không còn 3 năm mà là 2 năm 9 tháng. Cái này gọi là giảm nhưng mà giảm hình phạt. Còn tháng 9 này giảm là giảm án do lao động tốt, do cải tạo tốt, cho nên cái này là được giảm, giảm án, giảm hình, giảm thời gian chấp hành án. Hai cái giảm nó khác nhau. Vậy mà cũng thắc mắc, trời đất ơi. Cho nên á, sau này mà ra cái án văn á, thì nó cái án văn nó sẽ không còn là để 3 năm nữa, mà để là 2 năm 9 tháng thôi. Tại vì phiên tòa xét cái mức độ hành vi phạm tội á, không đáng bị xử 3 năm. Mà toàn người dân ai cũng nói chân á, 3 năm là quá nặng. Cho nên á, là phiên tòa giảm, hồi tháng 4 á, phiên tòa giảm còn 2 năm 9 tháng. Rồi đi lên trường án 2 năm 9 tháng mà giảm có 3 tháng 5 ngày là rất là ít luôn. Thiệt, giảm vậy mà còn ít nữa. Án ma túy mà người ta giảm còn nhiều hơn vậy nữa kìa. Trời ơi, vậy mà cũng thắc mắc hoài. Tố luôn tòa án luôn, tố luôn trại giam An Phước luôn. Tôi sợ bà Đinh Lan này thiệt chứ. Mà bây giờ nói thẳng luôn nha, đứa con nít cũng biết nữa. Nếu mà cái vụ án này không phải là cô Hằng đi, chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mà cái án dư luận, án này là người dân quan tâm, ai mà dám làm bậy không? Đừng nói chi là cô Hằng. Tại vì á, người bị hại của cô Hằng toàn là luật sư, nhà báo đồ không à. Giống như con Đinh Lan nó lên, nó nói y như đúng rồi, Đại Nam thay chủ rồi. Rồi mày xét tôi. Thì ra là quá nhiều kẻ thù sẵn sàng
đi lên cào cấu sủa, không thấy xấu hổ lương tâm một chút xíu nào, ngại ngùng khi mà mình nói dối không chết mất. Mình dựng chuyện lên mà mình không cảm thấy lương tâm mình thổ hẹn tí nào. Đạo đức tư cách không có, tư duy cũng không có, bởi suốt đời sống lầm lũi, không ngóc đầu lên nổi. Quý vị thấy buồn cười không? Không tấn công vô được cái gì ngoài tấn công vô công ty tôi. Không công ty tôi là tấp táp vô mấy đứa con tôi như cho cái gì quay qua Đại Nam bán. Thật là mắc cười. Những người nào mà thấy Đại Nam không bán tự giả vô mặt mình đi nha. Hôm nay là ngày đầu tuần, thì cũng chúc cho quý vị một tuần lễ mới thật là bình an, thật là hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã thương mến tôi, những người đã âm thầm dõi theo và cổ vũ tôi. Quý vị biết không, hôm nay là một ngày đầu tuần, sau một ngày nghỉ ngơi thì tôi quyết định, thật sự ra tôi rất là sốc. Tôi nói theo những cảm xúc rất là đời, rất là thường, bởi vì tôi là phụ nữ và trong một cuộc nói chuyện thì tôi không có một cái hàm ý kết tội ai hết. Tôi chỉ nói một cái câu rất là đơn giản thôi, thì không ngờ cái câu đó là thành trở thành một cái câu âm điểm để cho cái người cố tình đưa nó lên, nâng quan điểm lên, thì phải nói là tôi bị bẻ bàn. Và ngay lập tức thì tôi chấp hành và tôi đã đi ra để mà coi như là mình đã tuân thủ theo pháp luật. Tôi đây bằng mình chịu đựng hết. Cái cuối cùng mục đích của tôi cũng chỉ muốn mang lại cái bình yên cho tất cả mọi người. Phải nói với quý vị rằng là sau cái sự cố này tôi tụt cảm xúc nhiều quá quý vị ơi. Tôi mất đi cái lòng tin, tôi mất đi cái niềm tin nhiều quá. Trời ơi sao mà mình cảm thấy mình tụt cảm xúc ghê gớm lắm. Trời ơi bao nhiêu là tin nhắn, bao nhiêu là trái tim thả tôi chụp không kịp luôn. Tim thả chụp không kịp luôn. Giờ này là buổi trưa mà quá trời người trực tiếp như vậy thì rõ ràng là quý vị rất là quan tâm Phương Hằng tôi. Quan tâm rất là nhiều và rất là thương mến Phương Hằng tôi. Cho nên quý vị sẽ có một ngày Phương Hằng giao lưu với quý vị. Quý vị có thể đặt tất cả những cái câu hỏi để mà Phương Hằng tôi trả lời cho quý vị, để mà quý vị hiểu nhiều hơn đó. Thì tôi cũng chúc cho tất cả quý vị một tuần lễ mới được hạnh phúc, được bình an, được nhiều sức khỏe. Và sẽ trở lại với quý vị trong một vài ngày tới. Yêu quý vị thật là nhiều nha quý vị.